Ui, con gì? Ba con cá. Con cá khô. Thấy xin chào cả nhà nha. Thì chiều hôm nay thấy cũng có được mấy con chuột cống nhum nhỏ nhỏ nha. Thì cũng là mồi để mà nhâm nhi với mấy anh em thợ hồ nhà Thái. Thì nhà Thái cũng đang có một cái công trình nhỏ nhỏ, thì để Thái quay cho nhà xem. Cái Thái đang làm cái phòng nữa mà giữa mặt ông đây nha. Thái đang có dự định làm một cái phòng như này cả nhà. Đây là cái phòng này gọi anh tí. Cái phòng để mấy anh em mình để mặt ông. Tại vì mùa này á, mấy anh em mình bắt mật ong cũng hơi nhiều, nhưng mà bán thì không được nhiều hết cả nha. Cho nên là mấy anh em mình làm cái phòng để mà dựa mặt lại, để mấy anh em mình tới mùa mưa còn có cái để bán nha. Cái này làm kệ tới nữa để được. Dạ. Cái này là cái kệ để mấy anh em mình. Mình để mặt ký nha ta. Trên đó thì mình sẽ để là mặt nguyên cục nguyên sáp, còn dưới cái tầng dưới này mình sẽ để mặt lít. Còn ở trong này là để mấy anh em mình căng mặt đồ này kia, đóng hàng để gửi cho cả nhà mình. Ở trên này Thái có làm thêm một tầng nữa để mà gắn trong đây một cái máy lạnh cũng hơi lớn lớn ngựa tí xíu để do bảo quản cái mật ong của mình á, nó được lâu hơn, nó không bị lên ga cả nhà. Khi gửi cho cái nhà mình á, cái mật nó sẽ không có bị lên ga. Cái công trình này cỡ bao lâu nữa mới gọi cu ly trưởng? Anh tí phụ trách làm cái phòng cái nhà, cũng mấy anh em trong nhà làm không à? Chắc có 5 ngày. 5 ngày nữa rồi hả? Ừ. Nó là từ đây nè, mấy anh em mình làm một cái tầng ngang, ngay đó gửi đầu lên trên, đổ bê tông ở trên luôn cái nhà. Đổ nó bằng luôn hả? Đổ nó bằng luôn. Cho nó chắc chất lượng. Dạ. Còn cái bằng ở trên nó mưa mốt mình dọn đồ cho anh nhậu cho được nữa đó. Y như một cái sân thượng anh bảy. Dạ, xỉn. Ở trển mua sắt chấm cái lan can lên chừng 5 tấc nè. Vòng hết. Để chờ khiển vòng cái đó thì được, cái đó thì được á, chứ thật nó không có cái lan can đó là xỉn là lộn mèo á. Đây, trên đây thì thấy đổ một cái sàn mấy anh em mình để mặt ký ở trên này. Rồi bắt đầu làm thêm một tấm nó lên trên nữa cả nhà. Trên đây như là một cái gác lửng á. Vậy là đổ cái gác này là rồi chứ đâu còn xây được gì nữa hả? Dạ. Nó cái máy lạnh bên kia á nha, là cục nóng là Thái đang Thái đang dựa mặt lại của cái phòng nhỏ trong nhà nha. Để chống giờ cũng gần một tấn mặt rồi, cho nên là phải để máy lạnh xuyên suốt vậy đó cho nó mặt của mình không bị hư. Vậy giấc này nghỉ rồi giờ mình đi nhậu đi. Giấc này rồi mấy nay mình đi nhậu đi, cha mà có được mấy con chuột à, mấy nay mình vô lượm đi. Con chuột lượm ra lượm ra. Bữa nay đi sớm hả? Mấy nay mình cũng vào được tới cái chòi cả nhà. Mỗi anh thì hai anh dưới này đang mần chuột, mần cũng vừa rồi. Anh tí bển đang soạn mấy cái nhánh cây để mà mấy anh em mình găm con chuột lên cả nhà. Găm thui lông đó. Anh tính đây làm gì anh tính? Làm gì Nam quýnh đây vậy? Sầu lăng. À sầu lăng. À, Nam đang rửa móng tay cho móng tay bớt phèn đó nha. Nói chung là đi rừng móng tay phải dính phèn mới đúng dân rừng chứ. Nhưng mà tới khi nấu ăn phải rửa cho sạch sẽ rồi. Cho khán giả nhìn. Cái xả này để làm mắm thấm anh Bảy à? Rồi vậy. Hồi mình lấy lá xả mình... Cái tay đúng phèn của dân rừng, người ta không có phèn hơn rồi không thấy là dân gì. Rửa cho mình những chuột á. Gì? Rửa cho rửa. Rồi vậy vì, lên đó mình bắt đầu găm chuột đó nha. Nướng cho nó vàng cái da lên cho nó cháy hết cái lông của nó. Rồi bắt đầu mới rửa sạch lên cái nữa. Rồi cái lửa này gần tàn á nè. Cái để cái bịch than ở đây nè. Cho nó cháy cái than chàm của mình á. Để xíu nó mình nướng cái nướng khô phải không? Nướng khô cá lóc. Thấy có đem vô hai con khô cá lóc tí đó nha. Lóc ký là cái con cá khô mà lúc mà nó chưa khô á. Cá tươi nó 1 ký phải không? Đúng rồi, con cá còn sống 1 ký á. Khô đặc biệt. Khô là khô đặc biệt để mấy anh em mình làm để mà dành ăn Tết cái nha. Thì có đem theo hai con nếu xíu nữa mình làm món gỏi xài ha Nam à. Đúng rồi, nãy anh có mua được mấy trái xài kìa. Nói chung món nhậu mà con này ngon anh. Con này mới ngon nè. Món nhậu mà có chua chua rồi vô ăn nó mới bắt. Vậy làm dấu con này đi trước ha, con này đừng ăn con này. Vậy em nướng con này em luộc con này. Em anh tính nướng con này mới ngon nè, dở nó lên anh tính. Tính chơi, khéo à. Trời đó, vàng rồi. Quá đã. Cái này là mình cố tình mình làm cho nó đen cái nha, cho nó cháy hết cái da của nó đi, rồi xong mình lấy cái lá xả mình xuống nước mình kỳ cho nó trắng lại cái nữa là tắm, mới tắm mới ra thịt. Em thấy cũng mình gần đem ra mình chùi nó được rồi đó nè. Đúng rồi, nó con này như con này được rồi. Đen nè, như con này đen rồi nè. Ừ. Da bóng đã. Lấy xả chà nó. Chụp ra. Dạ.
chuột nóng không phải, cái da nóng. Đó, giờ mình bỏ vô đây mới than để mình nướng khô cá lóc đó nha. Anh Bảy đem mượn đem em hai khô cá lóc đó anh Bảy. Đó, lúc nó khô rồi, nó còn ba lớn lên đây nha. Ở này đi. Đây mượn. Đó. Nặng lắm nha cả nhà. Nó hai con mà khô gồm ở cỡ này nè. Là lúc mà nó còn sống là hai con này 2 kg, hơn 2 kg. Sắp tới thì mấy anh em mình sẽ làm một số vậy để bán cho các anh em mà mê nhậu á, để mà ăn một cái Tết 2024 cả nha. Anh Nam ở dưới, anh Tính ở dưới kia thì đang bằng chuột cái nha. Ồ, treo đây luôn đi. Treo hả? Ừ, đây nè. À, đúng ra nướng cầm hai cây treo hai khô lấy cái hơi lửa à. Dạ. Chắc ngon luôn. Thấy lửa chín thì. Ừ. Vì là thấy rồi đó. Vì chín. Như than. Như than hết là được đó. Bao lâu rồi chưa ăn món này anh Nam à? Lâu như lắm rồi đó. Cũng có cả năm rồi đó chứ. Lâu. Từ khi mà mình cái clip mà ăn chuột nướng lu là tới giờ là hình như là không có gớ món này. Dạ. Là cái chuột nướng lu ăn bữa. Bữa nào mình đi gài đi, mình làm chuột cơm à. Chuột cơm nướng lu á mới ngon. Quá trời, đầy đầu luôn rồi. Anh Tính lột nghệ đi anh Tính. Anh Tính đâm nghệ à. Gỡ sạch rồi phải không? Dạ, gỡ sạch rồi, cái bát là đập ra hả? Đập ra đâm luôn. Giờ là thấy Nam làm cái món chuột xào lăn. Anh Tính thì đang gọt xài, để anh Bảy làm món gọt xài. Bảy làm mắm thấm gì xíu nữa, anh Tí làm được cái món gỏi đâu anh Tí à. Gỏi khô cá lóc. Anh Tính sẽ anh Tí thì làm cái món gỏi xài khô cá lóc. Được không, nói mà nói yếu quá vậy. Được mà sao nghe yếu xìu vậy, phải mạnh lên chút đi. Chính tốn quá vậy. Nghi quá à. Nói mình nhẹ nhẹ là nghi lắm. Nói nhẹ nhẹ là nghi lắm. Với mọi người xài chay này chắc chua lắm anh Tính. Tại mình làm cái món này là xài càng chua càng ngon. Với xài xanh dơn. Xài đó kia xài miên vậy á. Xài miên không chua. Bà nói xài miên vậy. Nói xài miên á, xài Thái Lan gì đó ai biết đâu. Nếu mà không chua thì kiếm cái chanh nặng vô. Nó ngay bài. Quá giờ khô thơm mà anh Tí, anh Tí. Dạ, anh Tí còn đang ngồi nướng bên gốc cây bánh cái nha. Cái nhà thấy cái làn khói nó bay qua đây không? Khói nó thơm cực kỳ. Sao chúng với nghệ cho nó ra màu nghệ màu vàng ha Nam à? Ừ, lát mình để chuột lên cho nó ngã màu đó. Đúng nghệ thật luôn. Anh Bảy dắt nước cốt để mà làm cái món nước mắm thấm. Cà tương là anh thấy lược hoặc hạt tương lại với cái nước tương ra riêng phải không? Nước chút mình sẽ đổ vô đây để anh săn chuột cái đổ nước tương vào đây. Dạ. Xong rồi anh mới lấy cái hộp tương đó anh mới làm cái món nước mắm thấm. Rồi tấm bợ thần thấm này. Nè. Đảo lên đi. Ba con mà một dĩa quá trời. Ba con mà chảo quá trời, em sợ ăn ba con chuột ăn không đủ á anh em. Sợ ba con chuột ăn đủ cái đem hai con khô thiêu. Mà nói chung là mồi nhậu là phải có cái vị chua chua ha anh Bảy. Chua chua dễ ăn. Hứng nước miếng lên tên nè.
hay là ngon nhỉ? Lấy cái gỗ ra được luôn, lấy cái nước tương cái này, cái này là cái nước của tương hột, tương mặn đúng không? Tương mặn là một chút xíu là mình không cần bỏ muối. Dạ, xíu là khỏi cần bỏ muối. Đúng rồi, cũng hay ha. Cái bữa làm ở trên chỗ anh Sang á, là trên nó tương ngọt chứ nó được tương mặn. Dạ, mà ngon. Bữa bỏ nó như vậy không? Quá để nóng. Ủa hai con khố ngon. Lấy lên quất, lên quất. Bên đây đang làm cái nước mắm thấm nha, phải dằn cho cái hạt tương nó mịn ra anh đây. Rồi, rồi chút cũng phải đâm luôn. Anh tính biết bào xài không? Biết chứ, sao không được. Nó còn cái khô thì bắt đầu mình xé ra cái nha. Ui nóng. Đẩy nắp để đóng rồi đâm y chạm theo yêu hết. Đi đây muốn nhờ rồi. Xài còn nhiều lắm mới tính này, từ từ thôi nghe. Anh ăn xài chứ nó không có ăn đuôi nha. Dạ dạ dạ, biết rồi. Ngày xưa tao cũng nhanh như mày vậy nè. Kỹ thật phải không? Còn có 9 con rưỡi đó. Hồi đó tao làm bếp cũng chậm chậm mà từ khi tao làm nhanh là mất tiêu ngón không? Mất tiêu ngón luôn. Nhanh gì được chưa? Được rồi. Kỹ thật tốt rồi. Không thể lấy chưa có điều. Dắt cái nước cốt là anh Bảy lấy nước cốt nhất làm cái nước mắm thấm, còn nước cốt nhì á là mình sẽ thả vào cái chảo của anh cái Nam đang làm. Còn nước luôn không? Bây giờ để đi anh dắt chưa? Bây giờ em cầm đây, anh dắt luôn giùm em đi. Không lỡ tay à. Biết. Giờ nước cốt nhất hết luôn cho nó béo. Giờ người nào có người thôi chứ. Chín ngón à. Chín ngón dắt dở hơn đây. Dở hơn. Nhưng mà hay con cái đóng đinh không khi nào mà vú dính vô ngón trỏ. Còn ngón trỏ nữa đâu. Rồi. Rồi đi ra. Rồi, để vào đây luôn. Nhúng nhúng trên đây cái cho nó. Ôi, cỡ đó béo lắm rồi. Đấy, béo. Có nhiều chuột đây, hai trái dừa. Xuống đây cho cá nó. Nó ăn. Ăn luôn đi chứ cái này mà. Mấy cá sạch ra cho mình vụ lại mơ mốt mình vô đây mình ở sống đây là câu cá đây là hơi bị im luôn á. Đổ xuống này cả nhà coi cá nó bu lên. Đó cá lồng tông dưới đó. Đó. À. Nó chạy giỡn nước đó cả nhà thấy không? Bữa câu cá lồng tông chiên xù anh. Tốt bột. Ăn đẳng ăn. Để ăn đẳng cá bu đẳng. Cây chài thần thánh luôn. Cái này kêu mà cái cây đó là gọi là cây đa năng anh. Đa năng luôn. Vừa đập nước đá, vừa đâm tiêu, rồi vừa mần cá nữa. Nói chung chưa có đầy đủ. Bề xề lắm. Nói chung nhà còn thiếu à. Bên đó thì anh Bảy đang đâm cái đậu phộng để mà mình làm mà cái nước mắm thấm. Chứ mình nêm vô đây xíu nữa nè. Nát bỏ vô đây nó thơm mà lúc nhấc xuống á. Dạ. Đó. Cái này như kẹo vậy đây nè. Chỉ mới ngon anh bây. Ừ. Lúc mà chấm vô. Đây anh tính đây tới sau rồi anh tính. Anh gần xong rồi. Mà con cái giờ anh bầm miếng bự quá nãy sao bầm lúc đầu miếng nhỏ quá giờ anh bầm bự. Tôi kêu là bằng to khúc bự vô phương giác. Càng ngày càng bự rồi. Bằng cưa, bằng cưa khúc bự vô phương giác. Này gọi là đầu bếp bất đắc dĩ anh Bảy. Đang làm hồ tự nhiên bắt đi làm đầu bếp luôn. Ấm đi cái một. Mà đi làm mà thấy này thấy chảy nước miếng hay chưa. Nào giờ cầm bay không có nào. Ừ. Đũa ha. Sao. Nay cầm bữa nay định không xây không về luôn nha. Định không xây không về. Lâu lâu không gà, không gà tính ra từ cái lúc mà làm cái phòng chứa mệt tới giờ đâu có nhậu ngày nào hả? Không. Không bận. Mình có me tính, mình làm một chén nước mắm me đi, mình làm một con khô thôi tại mình ít xài quá. Trời, nó đỏ nè.
chọn một con, một con thì khó chọn. Một con khó chọn. Một con nếu mình làm nó mắm me. Ngon lắm, khô nó ngon. Ngon. Xé cả đậu ao. Sớ của nó kìa. Thịt nó vẫn còn hơi mọng mọng ha, thích. Không, chín rồi, ngon lắm, ngon. Khô nhưng mà kiểu ướp đường mà. Dạ, ướp đường là nó vẫn còn cái mọng, cái chất ngọt của nó trong á. Ngọt. Chén nước mắm mà. Nó không phải là khô quá cả nha. Nhưng mà cũng phải là quá ướt. Khô nó vừa luôn. Nó vừa. Chứ chắc hồi thì khô nhiều hơn xài quá. Còn nó xé thì chắc hồi nhiều hơn xài. Củ hành vô nó vừa nó quẩy. Nó từ. Xé khô ra. Lâu lắm em chưa ăn món này luôn anh bảy. Em chắc cỡ 3 năm, 3 năm. Mà mình ở này mình hơi thiếu rau găm ha. Đúng rồi, anh Nam chạy vô nhà mua rượu thì điện anh Nam nhổ ít cọng rau găm ra anh bảy. Mình nêm vô trong cái gỏi xài mình nó mới đúng vị, thiếu rau găm. Vừa ăn à? Cô này vừa ăn chứ không làm. Khô có vừa ăn hay không là lúc mình nướng á là mình cảm nhận được à. Ừ, chút bỏ miếng nước mắm vô cái nữa. Dạ. Nêm vô xiêm xíu nước mắm với rau rau găm á là nó lên cái vị gỏi của nó. Ngon hành tích. Ừ, ngon. Em mượn đây. Rồi thái mời cả nhà nha. Anh Bảy biết sao mà cái vị khô nãy vừa ăn không? À. Tại vì lúc trước mẹ em cũng hay làm khô bán á. À, mỗi một lần làm như là mỗi lần căn ký. Ví dụ như 3 kg cá khô vậy, ấy 3 kg cá tươi vậy á là bao nhiêu trăm gram đường, bột ngọt, nước mắm vậy á là căn ra. Rồi rồi làm với là quen cái từ từ cái nó có một cái công thức. Giờ là cứ căn ký cá tươi xong rồi mà hình như là chú 5.5 là làm khô này bán mà. Dạ. Đó, mấy năm rồi. Ngon nha. Dưới lên một lớp đậu hũ trên hai bảy cho thơm. Cái này là nêm cái gì hai bảy à? Bỏ vài lát ớt. Vài lát ớt. Ít nước mắm. Ít nước mắm. Hình như cái này phải có xíu đường nữa để dằn lại cái hậu chua của mắm với ít đường. Dạ. Hậu chua của xài cái nha. Bỏ vô xíu đường. Không cần bột ngọt. Tại vì trong cái dĩa cá của mình nó ngọt sẵn rồi. Mà gỏi không có bỏ ngọt. Bỏ dạ đúng tanh. Rồi. Gỏi bỏ ngọt tanh. Hết nhiều nó luôn. Đúng rồi. Chua mà. Vậy xong bắt đầu trộn xài lên cái nha. Rồi để ủ đó tầm khoảng 15 phút rồi đầu ăn được. Mà nói chung là gỏi xài để càng lâu càng ngon ha. Nhưng mà cái này không tới 15 đâu. Chuẩn bị à. Qua trời, cá. Nói về mà các món xào lăn thì không có cái nào chấm ngon mà bắp chuối cả nha. Nói chung ăn xào lăn lần nào hình như mình cũng sắc cái bắp chuối. Dạ. Anh tính ở trong thì làm nước mắm me nha. Thì anh Nam cũng vừa mới rước cha của Thái vô để mà vô đây chơi với mấy anh em. Nhậu. Chuột cái này thì của cha Thái đêm hôm gà bẫy dính. Gà trên cây mà dính chuột cốc. Gà trên cây dính chuột cốc. Mấy chị anh cái chỗ dính chuột cốc không? Gà trên cây mà dính chuột cốc. Đằng kia cái người ta để hai cây cái ngang cái đường kinh gà cho nó dính còn dính trên cây ổi đi qua kinh hả? Ừ, đi qua kinh ban đêm nó hay leo cây lắm. Cái miếng đất này anh Bảy lúc trước khi mà mấy anh em hợp đồng mướn trong đây á là cha thả câu biết bao nhiêu ký lương nào còn nói trong đây luôn á. Bữa ông làm mấy chục con, bữa làm mấy chục con. Cái ghê đó. Dạ. Lúc mà em còn quay á là bữa đó em đi theo cha em quay phim bữa đó là 27 con. Có một con đó ký ký mốt vậy. Lương ký mốt. Con lương còn sống nè. Lương bự. Lương bự mà dính câu mà lương ký mốt là khó bắt dữ trời lắm. Không có nước lỏng. Dạ, hốt cái tay áo liền. Xé cái tay áo ra chụp liền. Luôn. Anh để nè. Hốt trước. Đó. Này cũng như lắc bù cua hay bù cua đó. Bỏ đổ xuống nè. Tối ngày trời bạc không. À, rồi sao quá. Rồi. Ất chưa dù. Vui, con gì? Ban bầu. Con cá hả? Con cá khô. Bảy rồi, con cá khô. Ừ đúng rồi, con cá chứ. Này một người con cá luôn. Nè, nãy giờ nó xèo còn lại thấy không? Dạ, vậy là ngon rồi đó anh Bảy. Cái này mà nhâm gì xong nhân tích
cái đó là để mình chấm với trong cái khô. Được. Có nhân mũi không? Dạ có cả. Này là công độ này là công độ cuối xong rồi đó. Chưa có rau găm là chưa thành cái món gỏi đúng không? Đúng rồi. Rau găm kèm vô ăn nó mới thơm thơm. Vị cay cay nồng nồng chua chua. Đấy. Xong. Rồi bây giờ là mình bày ra được rồi đó. Bày ra hết rồi. Ừ. Rồi. Bây giờ Nam cũng sắc xong rồi nè. Đây. Nhưng mà xích vụ rồi tính. Dạ. Xong rồi mình chưa thấy cái rượu đâu có được. Bữa nay mình uống rượu ké ông đi ha Nam. Giờ cho em mượn cái cây đó em xớt cái nước mắm nha các em. Rồi. Ké đi, không dài mình uống tàn ông với con ông rồi ông rùi dữ quá trời mà chưa uống ké ông. Bữa nay uống ké ông đi. Ké ông uống cho nó đỡ đau dạ dày. Đây. Nhân vật chính. Đó, nhân vật chính của ngày hôm nay. Bữa cái này là ra cái nước nó vàng kìa. Em ngâm gần tháng đó bảy, nó ra màu nè. Anh xay vòng cho nhà xem cái bảy. Xay nhẹ nhẹ vòng không nó đục lên á. Xay được tính. À, nó ra nước nó vàng. Ngon ha. Cái đó là mật ong á. Mật với cái cá nó, dạ. Nó ra nó vàng. Nó ra cái chất thuốc. Đó. Múc ra 4 ly. Cái đó sao để vô đây nè. Muối không bảy hả? Rồi xin miếng muối với ngọt thấy đây chấm như đó rồi vinh cái chảo kia vô bảy muối hả? Ừ. Dạ có một chảo rồi. Là một chảo thôi chứ này ba cái lá bỏ qua cái vườn tôi thấy thật chuột núp lùm chuột núp lùm phải bông cho lá rau thơm quá thơm ngon ơi là ngon nó xong xuống bến thì không có đò đi sáng thức giấc không có về ngủ thì cặp qua wow. Nó một cây gạch không mùi lắm chết rồi. Để vừa mới có 2 ly thôi mà nước nó ra nè. Hai ly là vừa đó anh bé ơi. 3 ly đi. Không nữa. Cái nhà lá vừa mà. Rồi. Đũa quậy quậy lên cái nữa. Rồi, bỏ nó đi rồi cái từ từ nó gã lên đó. Trở qua trở lại chứ đấy. Nay có lại được 20 tống con sóc. Cầu ăn mời cả nhà dùng bữa nhậu cả nhà ơi. Ơi, thấy gì thấy cũng xin mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng hộp ly vũ đế. Rồi mời ly vũ đế mời cả nhà ăn đi anh. Uống không rồi sao không ăn cũng được đâu. Có chục cái gặp rồi có hai con chục cống, ba hai ba chục cơm. Ừ. Chục cơm cho Trăng ăn hết rồi. Rồi cho Trăng ăn rồi lỡ vô chục cống Trăng ăn không nổi. Mình ăn luôn. Mình ăn luôn. Nam cũng mời cả nhà ly rượu nha. Anh em mình nhanh quá coi. Sao không nào? Anh muốn sao thì ăn thử đi em biết chứ giờ anh thử luôn rồi. Thử đi. Sầu đã dữ ta. Sầu lăng á thì phải có nước mắm thấm. Làm như là cái này là cái cặp bài trùng nó phải đi chung xong. Mời cái hàng dùng nước thịt chuột cống nè. Wow. Ăn hồi hết chuột bắp chuối chấm nước mắm ngon như thường. Ngon như thường. Xin mời cả nhà luôn cả nhà. Em nhanh lên tí à. Dạ. Mời cả nhà nha, mời cô bác anh chị nha, cô chú nha. Mời vô bữa nha. Dạ. Vô. Ngọt dữ anh Tích. Ngọt. Thơm à? Ngon không? Thơm gụi thơm thiệt nè. Miếng này chiên ngon. Ngon. Dạ được rồi. Cái này với gụi gụi nào thơm hơn anh em? Chắc cái này thơm hơn tại vì nó là phóng qua. Đúng rồi thơm hơn. Nó thơm bị cái mùi ấy. Dạ. Ké của nó bông á, dạ. Cái phấn của hoa. Tới số mày dưới đâu rồi hả? Nó phát hiện ra rồi. Mời nhà dùng miếng khô. Mình bỏ đồ vô chiều tắm tao khô bơi vô đây luôn chứ về ngoài làm chi. Kêu rượu để con này mà. Kêu rượu để con đây mai làm hồ xong là khỏi cần về nhà đem bộ đồ tắm vô đây ở con đây luôn. Ở nhà bị uống cốc rượu dùng miếng ngồi quá ngon nha. Rồi vô cái vậy. Dạ. Nó mày nhai gót gót xiết rồi ăn cái để đúng ngon luôn rượu này không rượu ngon thật đủ uống thọng nó dịu hơn ông rượu nhiều nào giờ chưa từng uống cái này phải không vậy nữa chú rượu sáp rồi nãy giờ ăn mấy món kia không à không có ai ăn cái con cá khô hết đó nha đây tinh gà tài hả tinh em gà tài xe gà bốn miếng cái gì chứ ăn nhiều lên tính mê lắm anh
Là miếng gần gần miếng xương này đi. Gần miếng xương mới giòn ha. Ăn anh dùng rồi đi anh. Anh cứ tự nhiên ăn tự nhiên đấy. Gỏi gỏi khô nữa nè. Tính xin mời cả nhà luôn cả nhà. Gỏi khô gỏi xay nè. Anh thợ hồ thấy e dè quá, ăn thoải mái đi anh. Nó dùng miền Tây mà nó dùng Nam nặng nấu cái chảo chuột này ngon thiệt luôn á. Ngon không? Ngon, vừa miệng luôn. Hương nó vừa ăn nè. Mình thổi chấm cũng được, mình ăn không muốn vừa ăn nữa. Đó. Dạ, miếng đậu gầm vô. À, anh Bảy, anh tính vừa ăn xương mà vừa nói chuyện là lủng cái lưỡi nè. Bảy rồi, Bảy rồi. Đợi lộn cái này chết. Còn cái chú vô. Đấy. Khô nè, khô nè. Kèm miếng rau găm nữa, nó thơm thơm. Cục chuột bây giờ nhìn thấy nó không có còn vàng giống như nãy ha. Dạ. Bây giờ nó vàng như kiểu màu nghệ. 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 Giờ hết đứa con nào chuột rồi, con nào sóc luôn rồi. Rồi anh em ơi, dùng miếng cá khô trộn gỏi xà nha. Giòn. Còn là những chính gà thái cũng giữ ra kéo thợ hồ vô làm diễn viên luôn. Không có khả năng có diễn viên á, thấy vô anh Quốc ơi, vụ này sao anh Quốc, vụ cái ông này sao ngon thơm ha. Nói chung á, vụ thì mấy anh em không thiếu bên sang bắt rừng tràm á thì không có thiếu. Ông Gùi nè, ông Dẻ nè, tàn ong nè, cá ong nè, phấn quà nè, ôi cái bình của ông Rùi Dẻ sau lưng anh giờ chắc nó thơm lắm rồi đó anh Bảy. Ở trong cái hộp còn trong thùng giấy á, em thấy cái chòi nhỏ nhỏ vậy thôi chứ rượu để đầy nó nè. Đây đem cái đây làm Bảy đây này, để hai keo luôn. Nó đẹp. Nó trong chòi của mấy anh em mà lúc nào cũng có đồ cũng có súng hết trơn. Nhưng mà cái keo này là keo này trong dạ. Anh hình như là anh tâm đắc nhất cái keo này là thái. Dạ. Giờ thì cái uống cảm giác nó chung là nói chung hàng của mình thì mình review thiệt nhưng mà thằng này thì nó uống không ngon bằng này nè. Dạ. Nhưng mà thằng này thì nó có cái giá trị của nó thì nó dạ. Thì nhiều quá thì nóng. Dạ. Này thì nó mát. Cái này thì mình dạng như nhức mỏi thôi thì nó dạ. Hay. Nóng uống vô nóng ruột, nóng gan nóng. Nó thơm bằng cái keo phấn hoa. Phấn hoa nó thơm. Uống ruột rồi dễ uống nhiều quá là nóng bừng 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 luôn á. Phải pha loãng ra chứ đâu uống gốc được. Nó chỉ tê thất là hay dạ. Không dễ. Nói chung là trời có thấy hôm nay lúc nào có súng hết nhà địch lại là bắn à. Nhiều lắm của ngâm nhiều quá. Anh thấy làm dùng ngồi đến tới thấy anh Quốc không thấy ăn cho anh Quốc. Vì thấy cũng xin mời cả nhà một cục thịt nha. Là dính dần. Chấm lên nè. Mày là anh cây rồi nó dính tập hơn ở dưới đất. Rồi bằng bim nó phải leo cây. Mà thấy xin mời cả nhà nha. Ăn xong cái này là phải gấp thêm một miếng bắp chuối nữa. Đây. Chuối chấm lên nè. Ruộng vô. Thấy xin mời cả nhà nha. Nhìn đá anh Bảy, lâu lắm mà. Mình gấp một cục thịt chuột qua đút vô cho anh quay coi. Đút cho anh quay một cục đi chứ. Vì chứ em gác máy anh không có kịp em đâu. Em bỏ cái máy qua bên là anh không kịp rồi. Nói chung cái này có anh em nào ăn được thì ăn nha. Chứ em thì như con thuộc là cái này. Cái đó cầm từ từ anh Năm ơi. Cái đó cái đùi à? Cái này cái đùi ha. Không, cái thắt lưng. Thắt lưng. Thắt lưng là thịt dữ lắm, thịt luôn. Miếng mỏng mà không có gì ăn. Cục thịt chuột, nó cục thịt chuột, cái thắt lưng sao ăn được. Chấm là phải ngập vậy đó, nó mới ngon đây. Mới ngon phải, chứ này nè. Nói chung nước mắm thấm này ăn thiệt, chứ bây giờ mình giấc này. Không, cái nước mắm thấm này chứ ăn cơm ăn bể bụng luôn. Ăn bể bụng không ăn à. Quá ngon. Còn cái gỏi xài nè, trộn lên cho anh Bảy. Lựa mấy cái khúc mà xưa gần sống lưng á, ăn mới đã. Thật nhiều quá rồi. Ngon. Chua cái này thì cái món này nó không có ngán nè. Dạ, món này mình nhậu hoặc là mình ăn nó lúc nào cũng ngán hết trơn. Ngán. Nó chua.
Thì gia đình Duy Thái cũng xin tạm biệt cả nhà tại đây nha. Thái xin kính chúc cả nhà có ngày mới thật an lành, vui tươi trong cuộc sống luôn. Rồi, tạm biệt cả nhà.